Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay lại về một lô nữa anh em. Trống kho hết, bữa nay thì lại về tiếp đủ tất cả các dòng á. Anh em nào mua dòng nào thì chịu khó tham khảo cái clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm Hello, nay. Xin chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục em xả kho cho mọi người nha. Mới về một lô mới luôn mọi người thấy không? Thì tuần nào lên clip xong là đến cuối tuần là đầu tuần sau em sẽ về một lô mới mọi người. Mọi người mua khá là nhiều tại vì hôm nay em tiếp tục là xả kho á, nhập về nhiều, mình xả với giá rất là rẻ luôn mọi người. Cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Đó, những cái dòng xe Future SH nè, rồi Vario nè, đó, nói chung là em bảo hành cho mọi người toàn quốc luôn mọi người yên tâm nha. Đó. Thì đối với những cái dòng xe này thì hôm nay em sẽ giới thiệu và tiếp tục xả kho cho mọi người luôn nha. Đây, Vision trước đi. Vision màu đen em về đó, mọi người thấy không? Quá trời luôn mọi người. Đó, màu đen bóng này mọi người. Đây, em về một lô chắc cũng khoảng mười mấy hai chục xe á. Thì đối với phiên bản màu tiêu chuẩn em đang bán với giá là 30 triệu thôi mọi người nha. Đó, 30 triệu là bọn cái xe này anh em trả trước cho em tầm 2 triệu là nhận xe rồi mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là anh em vô trong này sẽ có SH nè mọi người. SH về xám xi măng đó mọi người, nhiều lắm. Em là 125, 160 là khá là nhiều nha. 160 là đợt 2023 thì sẽ là 101 triệu bản ABS nha mọi người. Còn nếu anh em nói 2024 sẽ là 103 triệu nha. Đó, nó chỉ khác nhau mặt nạ thôi mọi người. Rồi, trả trước cho em 30 triệu nhận xe nha mọi người. Rồi, SH mod màu xám xi măng mọi người. Xám xi măng quá trời nha. Quá trời luôn mọi người. Đó, em quá trời luôn, em xả một lô này là 65 triệu luôn mọi người. Đó, trả trước cho em tầm 15 triệu là nhận xe bao gồm VAT luôn mọi người nha. Còn ở trong có con AB 125 đặc biệt đó, em xả mà 42 triệu mọi người nha. Đó. Winner thì có HRC mọi người, HRC thì sẽ là 35, còn bản màu đỏ đó thì em xả cho mọi người là CBS là 32 triệu bao gồm VAT luôn nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là con màu xanh này, màu xanh là 43 khóa thông minh nha mọi người. Đó, còn màu xám cam đó, màu xám bánh cam thì 46 nha mọi người, con đó thì hết hàng rồi. Phía trong nó có con da nớt đó mọi người. Da nớt em còn vài con nên em xả là còn 25 triệu thôi mọi người nha. Đó, trả trước 2 triệu là nhận xe mọi người. Đó. Rồi. Ở ngoài đây thì sẽ có SH125 màu đen nè mọi người, màu đen nhám 150 nè mọi người. Đây, ABS luôn mọi người nha, em đang xả lỗ tầm khoảng 25 triệu luôn đó mọi người. Bản ABS 150 em đang bán với giá có 100 triệu bao gồm VAT luôn mọi người nha. Đó. Ok. Thì nó còn đầy đủ màu luôn. Rồi, cái này thì có AB 160 nè mọi người, màu xanh nè mọi người, xanh với đỏ thì em đang bán với giá 52 triệu bao gồm VAT nha. Con này thì trả trước tầm 10 triệu là anh em nhận xe được rồi nha. Còn SH mod CBS nè, con là bản thường á thì có màu xanh, màu trắng, màu đỏ thì đang bán với giá 58 triệu bao gồm VAT nha mọi người. Mọi người lấy màu bạc thì là 62 nha mọi người. Đó, 62 triệu nó màu cao cấp, mà cao cấp luôn. Đó. Rồi, ra ngoài đây thì em có Future mọi người nè. Future về nhiều, khá nhiều luôn á, đợt này về chắc 30 con á. À, nhưng màu xanh bánh căm là 31 triệu mọi người nha. Đó. Còn màu trắng cao cấp này 33 triệu mọi người. Cao cấp 33 giảm 1 triệu còn 32 nha mọi người. Đó. Còn Future bánh mâm nè mọi người, màu đen này. Rồi phía trong nó có màu xanh xin rêu mọi người thì bánh mâm hết luôn. Em đang xả với giá là 33 triệu giảm 1 triệu còn 32 nha mọi người. Đó. Future nha mọi người. Future những dòng này thì trả trước cho em tầm 2 đến 3 triệu thôi nhận xe rồi mọi người nha. Xám xi măng nè. Rồi, màu xám xi măng mọi người coi này quá trời luôn nè. Đây, từ 125 ABS nè. 2024 đang bán với giá 82 triệu mọi người nha. Đến 160 ABS thì sẽ là 103 triệu đời 2024, còn đời 2023 thì em xả với giá là 101 triệu thôi mọi người nha. Đó, nhiều lắm. Màu xám xi măng em về nhiều lắm. Nên là dòng này thì anh em trả trước tầm 20 đến 30 triệu là nhận xe mọi người nha. Đó. Cái đời mà SH 125/2023 vẫn còn nè, 82 triệu ABS mọi người. Con này là ABS nha. Đó, màu zin 100% bảo hành 3 năm cho mọi người luôn nha. Còn quay alpha thì 17 triệu thôi mọi người nha. Đó, 2024 luôn, trả trước 2 triệu là nhận xe. Còn Vision này là Vision tiêu chuẩn nè mọi người. Đây, 30 triệu thôi mọi người nha. Đó. Và Future màu đỏ anh em quan tâm rất là nhiều nha, 33 triệu bánh mâm nè mọi người. Đó, nhớ liên hệ trước em sẽ giảm cho mọi người 1 triệu tiền xăng nha. Rồi, Mio này. SH 125 ABS nè mọi người. 2024 màu trắng mọi người, 82 triệu mọi người nha. Đó, trả trước cho em tầm khoảng 20 là nhận xe rồi nha. Rồi. Mio mọi người, 25 triệu bao gồm VAT nha mọi người. Nó đủ màu luôn, có 4 màu luôn mọi người nha. Anh em mà thích Mio thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi, Vario 125 màu đen nhám này, 37 triệu khóa thông minh nha mọi người. Đó. Còn Vision cao cấp này, đang bán với giá là 37 triệu bao gồm VAT nha mọi người. Những cái màu mà sơn lên nè mọi người. Đây, màu trắng sơn và màu xám nè mọi người, khóa thông minh là 38 triệu bao màu sơn nha mọi người nha. Đó, nếu mà em khóa thường sẽ là 36 triệu thôi mọi người nha. Future màu trắng bánh mâm. Đó, bữa hết bữa nay về lại nè. Về lại. Con này thì khá hiếm nha mọi người. Con này thì là 33 triệu thôi mọi người. Đó, giảm còn 33 thôi mọi người nha. Future trắng. Anh em muốn lên hiếm đỏ hay là
Thì là giả thái thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em sẽ hỗ trợ luôn nha. Rồi, đặc biệt. Visor xanh đặc biệt là 33.500.000 mọi người nha. Còn Mio thì em xả cho mọi người còn 25 triệu thôi, bao gồm VAT luôn. Đưa trước 2 triệu là nhận xe. Phiên bản thể thao cá tính là mọi người đang bán với giá là 37 triệu mọi người nha. Còn cũng còn chục con đó mọi người. Đấy, màu trắng thì là 33 triệu giảm 1 triệu còn 32 nha mọi người. Đó, Vision thì em cũng còn một dãy đó mọi người, khá là nhiều luôn mọi người nha. Rồi thể thao là 37 nha mọi người. Đây. 37 triệu bao gồm VAT. Wow. Đó. Vario này mọi người. Đây, màu sơn màu xanh thì đang bán với giá 38 triệu khóa thông minh bao màu sơn nha. Còn nếu anh em mua khóa thông minh nè, 38 triệu khóa thông minh bao màu sơn liên hệ trước em giảm 1 triệu còn 37. Còn cái màu đen thì là 37 giảm 1 triệu còn 36 nha, khóa thông minh luôn nha mọi người. Đó. Đây, màu ánh tím mà này em mới quay á, là màu ánh tím này thì em còn một hãng luôn mọi người. Con này thì 36 triệu nha. Nếu mà màu khóa thông minh thì là 38 nha mọi người. Khóa thường cứ khóa khóa thông minh là 38 triệu, màu sơn lên là 38 bao màu sơn luôn, còn khóa màu vinh sẽ là 36 triệu đó mọi người nha. Đó. Rồi, máy màu xanh này cũng đẹp nè mọi người, con này cũng là 38 triệu bao màu sơn nha mọi người, khóa thông minh luôn nha. Đây. Còn nếu mà anh em lấy khóa thường chỉ là 36 thôi mọi người nha. Nói chung là những cái màu mà em sơn lên thì có khóa thường đều có khóa thông minh mọi người nha, trên nhận 2 triệu nha. Vario nha. Alpha. Đây Alpha 2024 mọi người, 317 triệu một chiếc thôi mọi người. Đó, trả trước cho em 2 triệu thôi anh em nhận xe đi làm rồi mọi người. Sirius. Sirius cái màu đen màu đỏ ở trong này cũng đẹp rồi mọi người. Hai màu này bán khá là chạy. 19 triệu mọi người nha, trả trước 2 triệu nhận xe. Nguyên hàng Sirius. Đây, rồi. Nguyên hàng Sirius mới về nè. Đây 19 triệu mọi người nè. 19 triệu bánh gồm 20 triệu nè, 22 triệu rồi mọi người. Đó, anh em đủ màu cho anh em lựa chọn nha. Đó. Nguyên góp thì đưa trước cho em 2 triệu trở lên là nhận xe rồi mọi người. Anh em mà có nhu cầu mua đi làm mua mấy con này đi làm cũng khá là ổn nha mọi người. Đó thì thủ tục trả góp á, thì em chỉ cần căn cước công dân thôi, người bên hồ sơ làm hồ sơ tầm 10 phút và lấy xe về đó mọi người. Đó rồi anh em nhớ liên hệ trước với em là có số điện thoại Zalo phía trên á, anh em cứ kết bạn hoặc gọi điện trước cho em sẽ hỗ trợ cho mọi người 1 triệu tiền xăng khi đến mua xe nha mọi người. Cuối năm thì anh em cũng gần Tết rồi, thì anh em có nhu cầu mua xe thì mình nghĩ là mua tháng này đi để mình tranh thủ biển số cà về, anh em mà tranh thủ về Tết ở xa thì sẽ tiện hơn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo clip nhé.